quá. Nè, anh uống nước đi. Đỡ hơn chưa? Tôi không sao đâu. Ê, mà hồi nãy anh mơ cái gì mà la hét dữ vậy? Tôi nằm mơ, tôi ngã từ trên cây xuống, rồi tới cái gì kinh khủng hơn nữa. Tôi bị như vậy, không biết bao giờ mới khỏi nữa. Hay là cô đi trước đi. Lúc nào đỡ hơn, tôi sẽ theo sau. Tôi đi thì ai chăm sóc cho anh? Không sao đâu, tôi tự lo được mà. Cho tôi miếng nước đi. Chết rồi, anh bị sốt nữa rồi. Để tôi lấy thuốc nha. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Quân ơi! Quân Hòa ơi! Tụi mày đâu rồi? Quân! Hòa! Lũ chó chết! Quân ơi! Hòa ơi! Cứu! Cứu ơi! Thầy, con đến tìm ta có việc gì? Thầy ơi, anh Hải bị sốt cao quá. Nếu mà anh Hải không hạ sốt, con nghĩ sẽ nguy đó. Con ra ngoài này ngồi đợi thầy. Dạ. Viên thuốc này con cho uống ngay tức thì. Dạ. Còn thuốc này con sắc cho cậu ấy uống. Dạ, con cảm ơn thầy. Ừ. Tuổi trẻ đã làm gì thì phải quyết tâm làm cho đến cùng. Ta chỉ cần các con trau dồi được thêm kiến thức, sự kiên trì và biết đoàn kết với nhau thì mọi việc đều có thể vượt qua. Ý thầy là sao? Con chưa hiểu lắm ạ. Mọi thành công đều phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Các con đang gặp khó khăn, nhưng sẽ tới lúc có trái ngọt. Thôi, con mau về cho cậu Hải uống thuốc đi. Dạ, con xin phép thầy. Nhớ sắc thang thuốc này uống sao nghe. Dạ, dạ. Quân! Quân! Cái gì nữa?
Tao với mày bỏ về vậy, có sao không? Mày nói vậy là ý gì? Hả? Lỡ đại ca có chuyện gì rồi không ai cứu đại ca sao mày? Mày muốn á thì mày lên đó mày cứu ổng đi. Chính ổng nó không còn tin tao với mày nữa. Tao nói cho mày nghe, kể từ giây phút này tao với ổng không còn đại ca đàn em gì nữa. Mày nghe không? Nhưng mà mình bỏ đại ca đi như vậy, lỡ đại ca có chuyện gì rồi không ai cứu đại ca rồi sao? Cái này là chính ổng đã đuổi tao với mày. Chắc đại ca giận á nên đại ca mới làm vậy thôi à. Quân à, mày nghĩ đi, dù gì á đại ca cũng cho tụi mình chỗ ăn chỗ ở. Không có đại ca thì tao với mày bây giờ cũng đã lang thang đầu đường xó chợ rồi đó. Mày nghĩ thử coi, cho dù tao với mày phải chết cũng phải đền đáp cái ơn nghĩa này của đại ca chứ. Mày muốn quay lại đó hả? Nha. Thôi được rồi, giờ tao với mày lên đó, tao nói cho mày biết đó, tao chỉ bỏ qua giọng lần này thôi, không còn lần nào khác nữa đâu. Mày nghe không? Thôi mà, đi nha, đi. Anh Hải, thuốc nè, anh uống đi. Ráng uống đi. Anh mệt lắm hả? Toàn thân tôi đau quá. Nếu cứ mãi như vậy, không biết đến khi nào mới tìm ra được nữa. Tôi sốt ruột quá. Nhưng mà bây giờ tôi với anh vẫn chưa tìm được cách lấy viên ngọc ở cây thanh trà mà. Anh ráng nghỉ ngơi đi, rồi có thời gian tôi tìm hiểu thêm. À, mà hồi nãy thầy Phước có nói với tôi vài điều, nhưng mà tôi không có hiểu ý thầy muốn nói gì hết. Sao? Thầy nói gì? Thầy nói là tôi với anh phải biết kiên nhẫn, đoàn kết và phải biết trau dồi thêm kiến thức thì mới thành công được. Có phải thầy biết điều gì không? Cho nên là thầy muốn nhắn nhủ với mình. Đúng không vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chắc chắn là ý thầy muốn mình tìm viên ngọc. Chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta phải tìm hiểu thêm và đoàn kết hơn thì mới tìm được viên ngọc. Có lẽ vậy á. Thầy á, chắc chắn là biết viên ngọc ở đâu. Nhưng mà hả, không nói cho mình biết, muốn mình tự tìm mà. Thôi, anh nghĩ đi.
Tôi chắc chắn là thầy biết đó, nhưng mà không nói. Thầy muốn mình tự tìm mà. Thôi được rồi, anh đừng có suy nghĩ nữa. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Tôi đi ngủ đây, tôi buồn ngủ quá. Đại ca đâu rồi Quân? Đại ca. Quân ơi, đại ca đâu rồi hả? Tao đang kiếm nè. Quân ơi. Ê. Quả quả, quả quả, đại ca đâu quả ơi? Quả. À, đại ca. Đại ca ơi. Đó đại ca làm kia kìa. Ngủ đâu đây? Đại ca ơi. Đại ca. Đại ca. Đại ca ơi. Đại ca. Quân ơi. Gì vậy? Mà làm sao đại ca thoát được cái cây này hả Quân? Quà, mày đừng có buồn đâu mà Quà. Sợ quá. Mày đi, mày hỏi cái cây á. Rồi mày đi, mày hỏi tao. Đại ca ơi, sao thấy đại ca động đại gì hết? Đại ca còn thở nè. Sao bữa nay thấy anh trầm tư quá vậy? Có tâm trạng hả? Con cá cắn nó làm gì trên chùa không thấy nó về, làm tôi lo quá. Trời ơi, nhỏ lên tới chùa rồi anh còn lo cho nó nữa. Không lo cho nó, lo cho ai bây giờ? Nhà có hai cha con thôi, nó đi vắng rồi nhà quạnh quẽ quá. Cá cắn nó sướng thiệt đó. Có anh lo, em muốn được lo như nó như vậy mà không được. Sao vậy anh? Có sao không anh? Đó, uống cẩn thận. Sẵn đó. Trời ơi, lần nào qua đây cũng đổ hết trơn á. Không biết sao nữa, cứ quên hoài. Sực nhớ có công chuyện qua nhà ăn tám liền. Vậy mà nãy giờ lo nghĩ con cá cắn không rồi tôi quên. Có thể dòm tôi nha. Ủa? Tiền bạc tính sao nha. Ngồi chơi tí xíu. Tôi qua nhà tám liền. Để nó chờ, để coi. Trời ơi, ngày nào qua đây cũng vậy hết trơn á. Ngồi mới chứ có đóng đít là chạy về. Ông này thiệt tình. Đại ca tỉnh rồi nè. Đại ca, đại ca, đại ca ở trong người sao rồi đại ca?
Từ từ, đại ca nằm yên đi. Động đậy á, làm động vết thương chảy máu bây giờ á. Dạ. Sao tôi lại ở đây? Dạ. Lúc nay đứa em quay lại á, thấy đại ca nằm một đống dưới gốc cây rồi. Em sợ quá nên hai đứa phải đưa đại ca vô đi cấp cứu nè. Sao tôi thoát được cái đống dây leo quái quỷ đó chứ? Em không biết. Em cũng không biết luôn. Dạ. Lúc hai đứa em quay lại á, thì thấy trên cây không còn cái dây leo nào hết. Đại ca thì người tím ngắt à. Tưởng đại ca chết rồi chứ. Đại ca, bác sĩ nói vết thương hơi nặng á, cho nên phải cần nghỉ ngơi một thời gian nha đại ca. Không được, ta phải quay lại đó. Đại ca, mà tụi nó lấy viên ngọc trước thì sao? Đại ca ơi. Trời ơi đại ca, đại ca bị như vậy mà đi đâu? Không được, tránh ra, tao phải đi. Trời ơi, em đã nói rồi, đại ca bị như vậy, đại ca nằm nghỉ đi. Một mình em quay lại là được rồi, nha đại ca. Tao không quan tâm, mày làm bất chốt tôi nói thì sao? Cẩn thận đại ca. Nhưng mà đại ca đi cũng đâu làm được cái gì đâu. Đại ca để cho thằng Quân nó đi đi, nha. Dạ, đại ca. Đại ca cứ nằm đây nghỉ đi, để một mình em quay lại theo dõi nó là được rồi. Lúc nào mà em thấy nó phát hiện được viên ngọc á, em quay về em báo cho đại ca, nha đại ca. Thôi được rồi, mày đi đi. Dạ. Tụi nó có động tĩnh gì á thì mày báo cho tao biết. Dạ. Mày phụ tao đỡ đại ca nằm xuống đi. Quá. Từ từ mày thôi. Mày phụ tao ở đây quá. Anh Hải. Cái gì? Không ngờ là anh có tính kiên trì như vậy. Cô cười cái gì? Hả? Tôi thấy anh hợp với cái nạn đó thì tôi cười, được không? Nè, cô không thấy tôi đang chết mệt hay sao mà còn cười? Ủa? Chứ không lẽ anh muốn tôi cõng anh hả? Ít ra, cô nhìn thấy tôi bị như vậy, cô phải giúp đỡ tôi chứ. Anh không nhớ hả? Từ lúc anh bị thương tới giờ, ai là người chăm sóc anh? Tôi. Chăm sóc khác nha. Còn hả? Giúp tôi tập đi là khác nữa. À, ý anh là anh muốn tôi dìu anh đi chứ gì? Tập cái này khó lắm chứ bộ. Cô tưởng dễ hả? Thôi được rồi. Nể tình anh là bạn đồng hành của tôi. Tôi miễn cưỡng làm người tốt một lần. Đỡ cái chân tôi xuống. Ê, đừng. Đỡ đây nè. Nhẹ tay thôi. Lại đây. Anh ăn gì mà nặng quá vậy? Ai biết. Nè. Anh bị điên rồi hả? Dám giỡn với tôi hả? Giỡn gì mà giỡn. Tôi dìu anh đi. Đã vậy anh còn cố tình ghi xuống cho nó nặng thêm nữa. Nè, tôi ghi xuống rồi nào. Nè nè, đừng có xạo nha. Làm như tôi không biết vậy. Nè, chân tôi đau vậy mà cô dám sao tôi ngã hả? Cô muốn giết tôi hả? Đáng đời. Ê, đứng lại. Chớ đó, cô chừng tôi đó. Cát Trắng ơi, Cát Trắng.
chị ơi, nhẹ tay thôi. Đại ca em đau kìa. Anh đau làm sao? Tôi không sao. Nếu bệnh nhân đau, bệnh nhân sẽ tự nói với tôi. Đại ca đa đau thiệt thì nó nói biết nha. Tôi biết rồi. Quân gọi đại ca ơi. Nói đi. Trời ơi, đại ca thấy cái cảnh tượng này á, là đại ca hết hồn luôn á. Cảnh tượng gì là sao? Nói lẹ đi. Đại ca thấy cảnh này á, là đại ca hú hồn á. Em với tụi nó có tình cảm. Tụi nó đẹp đôi gì đâu á đại ca. Cái gì? Em với tụi nó dìu nhau nè, đập đi trên cái sân chùa nè đại ca. Tụi nó ôm nhau tình cảm gì đâu á. Mẹ nó, tụi nó không lo tìm Ngọc hay sao á, mà đánh rang vậy hả? Cậu ơi, đại ca, cậu ở đây bình thường hơn, nó nhỏ ảnh hưởng tới mọi người. Dạ, con xin lỗi chứ. Thôi được rồi, tiếp tục theo sát tụi nó cho tao đi. Đau ở đâu hả? Chết rồi, lệch gen chảy máu rồi nè. Y tá ơi, chị y tá. Xem đi lại hoài làm anh chóng mặt quá. Anh hỏi xem không trả lời. Em gọi hoài mà con nó không trả lời gì hết. Con nó đi, xin phép tử tế. Có cái gì đâu mà em phải lo. Cái gì thì cũng phải gọi điện về nhà thông báo cho ba mẹ một tiếng chứ. Không ai vô tâm như nó hết á. Con nó lớn rồi, kệ nó. Hôm qua em ngủ nằm mơ, thấy con nó bị đau. Nó khóc. Nó kêu là mình tới cứu. Em lo thúi ruột đây nè. Em cứ tin vào những giấc mơ bậy bạ rồi suy nghĩ lung tung. Lung tung? Lung tung là lung tung sao? Con nó đi với con nhỏ Cát Trắng, chứ có đi một mình đâu. Mà nếu có chuyện gì á, thì Cát Trắng đã báo về rồi. Lỡ cả hai đứa nó có chuyện gì thì sao? Em không nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn sao? Chứ sao hai đứa không có liên lạc được với đứa nào hết. Em rầu muốn thúi ruột đây nè. Có chuyện gì chắc em chết quá. Toàn nghĩ chuyện gì không? Chi cho mệt vậy? Tìm cái gì mà cái mặt nó hớn hở dữ ta. Hả?
Dạ, em nè. Nãy giờ em thấy con cắt trắng á, nó tìm được cái gì ở dưới gốc cây nè. Nó cứ hửi, từ mặt nó vui lắm đại ca. Rồi nó đâu? Nó đi mất tiêu rồi. Mày canh chừng kỹ vô đi. Dạ. Cho tôi đã nghĩ được cách lấy được viên ngọc rồi đó. Dạ, nghĩ ra đại ca. Dạ dạ. Xin lỗi nha, để tôi đỡ cho. Đứng lên. Cô muốn hại chết tôi hả? Cô làm gì mà như ăn cướp vậy? Ra đây. Khoan đã, đỡ tôi qua anh kia. Cô làm gì mà như ăn cướp vậy? Cướp gì cướp, tôi có việc gấp mới qua phòng anh chứ bộ. Chuyện gì? Cháy nhà hả? Còn hơn cả cháy nhà nữa. Tôi đã tìm ra cách leo lên cây rồi. Cách gì? Thiệt không? Hả? Đợi chút, tôi mệt quá. Tôi á, để tôi mừng quá, tôi chạy qua bám biết. Giờ mệt quá, khát nước quá. Trời ơi, cô nói lẹ đi. Cô muốn tôi tức chết hả? Nói đi. Hồi nãy á, tôi ra gần cây thanh trà, thấy có một đàn kiến ở đó. Đàn kiến? Sao? Nè, đừng nói với tôi á là đàn kiến. Chỉ cho cô cái lên cây nha. Cô bị điên rồi. Anh không có hiểu gì hết trơn á. Nè, tôi thấy đàn kiến á nối đuôi nhau lên thân cây. Đâu có gì đâu. Nhưng mà điều quan trọng ở đây á là đàn kiến nối đuôi nhau đó làm tôi nhớ đến sợi dây thừng này. Tôi với anh á dùng cái sợi dây thừng này nè, quăng lên đó rồi leo lên, hiểu không? Nè, nói cho biết nha, thân cây trơn lắm đó. Trời ơi, thì thân cây vừa trơn vừa to, cho nên tôi với anh mới phải lấy sợi dây này leo lên cho an toàn nè. Không hiểu gì hết trơn á. Chắc chưa? Cô thử mình đi. Được rồi, anh không chịu chứ gì, không chịu đi chung đúng không? Kho báo sẽ thuộc về tôi hết. Ơ, nè, đi. Đi lẹ lên. Thử thì thử. Nhanh lên. Chờ chút xíu đi, đỡ tôi đi. Để tôi dìu cho nè. 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 Hả? Như nhờ cú té gì rồi mà tôi đỡ hơn hay sao á? Cái gì? Anh qua bên kia đi, để tôi làm cho dễ. Anh đứng ra đi, để tôi thử xem. Tránh ra nha. Biết rồi. Nè, có chứ nè. Để tôi làm cho. Tôi đây. Vậy mà cũng bị đặt sáng kiến nữa. Anh làm thử coi. Giỏi quá, anh giỏi quá.
Thấy chưa? Yeah. Sao? Cô thấy tôi giỏi không? Thôi được rồi, anh giỏi, được chưa? Nè. Chắc chắn nè. Cái gì? Cô nhẹ cô lên trước nha. Chứ không phải anh sợ anh té lần nữa hả? Nè, nhìn thấy chưa? Chân tôi vẫn còn bị đau nè. Thôi đi. Cô ngon lắm. Ê, cẩn thận nha. Biết rồi. Ê, nè, được chưa? Có thấy gì không? Chưa thấy gì hết á. Kéo anh kia thử coi. Lấy được rồi. Để tôi mang xuống cho. Mang xuống đi, mang xuống đi. Nè, cặp giấy đi. Coi chừng đó. Coi chừng đó nha. Ném xuống. Nè. Đây. Mở cái hộp ra coi. Nhanh lên, nhanh lên. Sao vậy? Không được. Sao lại không được? Đưa đây. Chắc nó bị rỉ sét rồi. Để tôi chút coi. Tìm cục đá coi. Nè, thử cái này cũng được nè. Cái này đi. Ừ. Thành công rồi. Thấy rồi. Đưa coi, đưa coi. Nè, không phải của anh thôi nha. Đưa đây. Đi thôi. Đại ca uống nước đi. Sao chưa thấy thằng Quân liên lạc vậy? Dạ chưa. Mẹ nó mà làm mất dấu tụi nó chết với tao á. chắc là nó không dám đâu đại ca. Đại ca yên tâm nha. Đại ca tính đi đâu vậy? Tập đi chứ đi đâu. Vậy hả? Đi hoài, khó chịu quá. Dạ, để em đỡ đại ca. Thôi được rồi, mày bỏ ra. À.
Đại ca giỏi quá, đại ca đi được rồi đó. Quân gọi đại ca ơi. Nói đi. Đại ca ơi, con nhỏ cắt trắng á, nó leo lên tới ngọn cây luôn á đại ca. Mày có chắc không? Chắc mà. Em thấy con nhỏ cắt trắng á, nó leo lên rồi nó mang xuống cái hộp gì á, em cũng không biết nữa. Em thấy hai đứa nó vui lắm đại ca ơi. Vậy bây giờ tụi nó đâu rồi? Tụi nó về chùa rồi. Bám sát tụi nó nghe chưa? Nhanh lên, hiểu chưa? Sao rồi đại ca? Vô rồi đặt đi. Nhưng mà đi đâu? Đi tìm Ngọc chứ đi đâu? Đại ca chưa khỏe hẳn nữa mà. Mày ngu lắm, để tao khỏe hẳn rồi. Mới giấu tụi nó thì sao hả? Cô nhớ cho anh uống thuốc đúng giờ. Dạ. Lẹ lên. Thầy ơi, các con đã thành công rồi phải không? Sao thầy biết vậy thầy? Nhìn nét mặt vui mừng của các con thì thầy đã biết rồi. Nhờ thầy mà tụi con đã kiếm được viên ngọc rồi thầy ơi. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và sự nỗ lực cố gắng của các con. Thầy ơi, thầy biết gì về nó không thầy? Ta đã từng biết câu chuyện về nó. Viên ngọc được cất trong chiếc hộp sắt, đã cùng cây thanh trà đổi gió mưa mà lớn lên. Nó được cây thanh trà bao bọc chở che, nên nó đã trở thành một phần máu thịt của cây thanh trà đó các con. Thầy ơi, như vậy nếu tụi con lấy đi có sao không thầy? Không sao đâu. Hai con hoàn toàn xứng đáng để nhận viên ngọc này. Viên ngọc này nó nằm ở đây là để đợi các con đó. Thầy cái thầy. Thầy ơi, nhờ có sự động viên của thầy mà tụi con mới tìm được đó. Tụi con cảm ơn thầy nha thầy. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Ta có làm được gì đâu. Ta mừng vì các con đã không nản chí trước bao khó khăn. Thầy ơi, nhất định tụi con sẽ đi đến cùng. Thầy ơi, giờ tụi con đã hiểu được rồi. Không có thành công nào là dễ dàng có được hết. Các con hiểu được điều đó là tốt. Hai con qua đây. Các con hãy cầm lấy. Đây là gì vậy thầy? Đây là vật mà ta đã đợi để trao cho các con. Nhưng tuyệt đối, các con phải nhớ kỹ lời ta dặn. Cuộc hành trình còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan lắm. Nhưng các con phải nhớ, tới lúc cuối cùng, hai con hãy mở lá thư này. Hai con sẽ biết mình phải làm gì. Vậy bây giờ tụi con không được mở nó hả? Tuyệt đối không được. Nếu không, tất cả những chữ trong thư này sẽ biến mất mãi mãi. Kỳ diệu vậy sao thầy? Ta tin anh tưởng ở đi. Hai con. Tụi con đã làm phiền thầy nhiều rồi. Giờ đã tới lúc
tụi con xin phép thầy cho tụi con quay về để tiếp tục cuộc hành trình. Ừ. Ta muốn tặng cho các con vài thứ. Trong này là thuốc men và một số vật dụng cần thiết. Nó sẽ giúp ích cho các con. Tụi con cảm ơn thầy ạ. Ừ. Các con hãy ghi nhớ, chỉ cần tâm mình trong sáng và hướng thiện thì mọi việc ắt sẽ thành công. Điều dữ sẽ hóa lành. Dạ, tụi con nhớ rồi ạ. Dạ, tụi con xin phép. Ừ. Đi đi con. Con chào thầy. Ráng lên nhà con. Dạ. Ừ. Dạ. Nè, cô đi chậm nữa được không? Anh cứ đi chậm như rùa vậy bao giờ mới ra khỏi núi được? Chân tôi còn bị đau mà. Lúc nào anh cũng có lý do hết á, mệt quá. Cô nói vậy là sao? Cô cứ thử chân bị đau như tôi coi. Rồi, muốn nghỉ phải không? Ừ. Nghỉ thì nghỉ. Được đâu. Đưa nước đây. Cái gì vậy? Đã khát quá. Ê, Duy Ngọc đâu rồi? Nè, cái đâu phải đồ chơi đâu, muốn lấy đây lấy nha. Nè, tôi thích lấy rồi sao? Cô tưởng cái này là của cô chắc hả? À, ê, gì vậy? Ê, Jim. Ê, gì kỳ vậy? Sao giờ? Trời ơi, anh Dương Ngọc có kiểu gì hả? Cô không vậy thì sao mà nói tôi? Vậy là công sức từ bữa giờ giờ thành công cốc sao? Cô tưởng là tôi muốn vậy chắc. Giờ làm sao đây? Phải đuổi theo cướp lại viên ngọc chứ sao giờ. Mà giờ làm sao tới đó? Thì đuổi theo thôi. Bộ anh biết đường lên đó hả?